Hi, welcome back to my channel, Star Skate Go. Và từ kênh đầu tiên, xin quên hô rồi.
chỉ còn một món đồ nữa thôi là lúc này các bạn sẽ hoàn thành tựa đề. Và món đồ đó có thể vào trong căn nhà đó có hai món đồ mà mình hoàn toàn không lý. Nên các bạn sẽ phải ngó lại để xem thế nào. Căn nhà rộng kia rồi. Bởi vì những căn nhà nhỏ là thì hay ngó lắm. Ở đây không? Ok. Let's go.
Let's go. Ha 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 ha!
Ok, let's go. Và mình sẽ sang được game tiếp theo. Let's go. Tiêu diệt Granny và Granba. Hiện tại thì mình chỉ còn nửa số máu này. Đang cấp cái này tiếp không? Let's go. Thank you.
Sẽ quay về vị trí ban đầu. Và đó các bạn sẽ ấn một cánh cửa để thoát ra ngoài. Và đó có một cánh cửa office. Các bạn sẽ ấn vào đó. Và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành tựa con này. Và đây là một nơi, đó chính là bệnh viện bỏ hoang. Của bệnh viện bỏ hoang khá là lâu rồi. Và trong đây thì hiện tại có Grandi Slenderina. Và một đứa con của Slenderina mới đẻ ra. Nó đang có những tiếng kêu như thế. Và phần sau của Slenderina Asylum này, đó chính là Slenderina The Show này. Đó, đó, một đứa con đã lớn lên rồi. Show 2 chứ. Slenderina The Show 2. Còn The Show 1 thì chưa có. Chưa có gì. Ok. Đó, cứ thế và các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Trung Quyết Hồ Đô Bà. Ha 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 ha!
Let's go. Oh my gosh, bị đẩy ra. What's up? Rất khó được khuyển luôn. Oh my god. Thank you.
know. I hate the dark. Thank you.
và mình sẽ sẵn sàng đi theo. Oh my god. Tí chân gần đây, chắc ở ngay trên tầng này. Chuẩn luôn. Và tiếp tục mình sẽ sang từ game cho Granny ba. Let's go. Thank you.
Ở đây các bạn sẽ nhặt cái món này, sau đó thì sẽ mang lên trên. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm cách làm sao để thoát khỏi ngôi nhà của ông bà Granny. Một ngôi nhà cũng khá là rộng nhá.